Em xin mời chị ạ, mình bật mic lên ạ. Vâng, em xin mời chị ạ. Vâng ạ. Hello, em xin chào thủ lĩnh Vũ Bằng. Xin chào MC xinh đẹp. Chào tất cả mọi người trên Zoom. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Hiền đến từ thị trường Nam Định. Trước khi đến với New May, em cũng có dùng sản phẩm của Sibri, nhưng mà nó cũng chưa em cứ nghĩ là nó đã là khỏe rồi, nhưng khi sau khi em được Đỗ Hậu và chị Đinh Đoài chia sẻ cho em cái dòng sản phẩm Alpha Lipid này, và không đầy 1 phút thì em đã đón nhận ngay. Và sau khi em dùng cái sản phẩm này thì em thấy tất cả cái cơ thể mỗi một ngày nó lại sửa chữa lại hết cho em, và nó nhắc lại tất cả những cái bệnh mà ngày xưa em bị. Và em dùng đến ngày thứ hai là bắt đầu là cơ thể em nó mẩn ngứa hết lên, còn không có chỗ nào là nó không mẩn ngứa nữa. Và em thấy là làm sao mà cái sản phẩm mà nó lại đi vào trong cái tế bào mà nó rất là nhanh, và nó có cái cơ chế đào thải nó rất là nhanh đối với em. Và em thấy một cái sản phẩm mà nó cứ mỗi một ngày nó lại, càng ngày nó lại càng nó dẫn rất là nhanh, và nó đi đến đâu là em biết đến đấy. Nên là em chia sẻ như hơi thở, mỗi một buổi sáng hoặc là em đi, tất cả đi ăn sáng hay đi đâu em chia sẻ, và em thấy một cái phúc lớn và một cái cơ duyên lớn là em được gặp cái sản phẩm Alpha Lipid này, và em tham gia ngay từ khi Đỗ Hậu đã chia sẻ cho em, và 1 phút mốt là em đã ký quyết định ngay với sản phẩm Alpha Lipid, và em chia sẻ cho mọi người. Thì em thấy một cái sản phẩm mà chi phí tối thiểu mà lợi nhuận thì tối đa, mình cứ chia sẻ như hơi thở thì mình sẽ có được cái điều đầu tiên, nó là cái giá trị mình trao cho cộng đồng, có được một cái phương pháp để phòng và chống bệnh của bản thân mình. Và em cũng cảm ơn Đỗ Hậu và Đinh Đoài, người đã trực tiếp chia sẻ cái dòng sản phẩm đấy cho em. Và mỗi một cơ thể của em mỗi một ngày nó sửa chữa và nó khỏe ra từng ngày. Em đi hết 3 clip the ship. Và em thấy giá trị ở bên New May rất là tuyệt vời. Nó sẽ cho em có được một cái động lực để em chia sẻ và giúp được nhiều người có sức khỏe nhiều hơn nữa. Và mang được một cái công cụ này, thứ nhất là chăm sóc được sức khỏe và mang được công việc, chia sẻ được cho nhiều người có được một công việc tốt đẹp hơn, có một khỏe tốt hơn, có một công việc, có một cái công cụ để giúp được nhiều người hơn nữa. Và đến một cái môi trường New May đã cho em học được những bài rất là giá trị, tuyệt vời hơn nữa. Và em xin cảm ơn chủ tịch tập đoàn, cảm ơn công ty, cảm ơn tất cả những người đã đồng hành và đã giúp đỡ em từ 2 tháng nay em vào tập đoàn New May. Cảm ơn thủ lĩnh Vũ Bằng đã có được cái phòng Zoom này để cho chúng em có được những niềm tin hơn, có được những nhiều cái câu chuyện để chia sẻ hàng ngày hơn, để có một cái bài học để giúp được cho, chia sẻ được cho mọi người, để mọi người có được niềm tin để dùng đúng đủ đều, có được cái sức khỏe tuyệt vời hơn nữa, có một cái công việc tuyệt vời hơn nữa, và đưa chúng ta đến một cái tầm cao mới. Và cái sức đề kháng này thì ai ai cũng cần, trẻ con người già ai ai cũng cần, người trẻ cũng cần, mà chúng ta cần đến lúc chết và có được cái sức khỏe được như thế này thì chúng ta mới là người giàu có nhất và một người có phúc nhất. Em cảm ơn tất cả mọi người trên Zoom đã nghe em chia sẻ ạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Hiền, cô chú anh chị.